Và xin phép các cô là mình sẽ quay lại uh, video của buổi học ngày hôm nay và chào mừng các cô đến với thế giới của những cô giáo rất là yêu team và nói thật với các cô giáo là uh, khi mà lúc đầu tiên ý, mình ok các cô có nhìn thấy màn hình không ạ có ạ nhìn rõ ạ và có cô giáo nào vừa nhắn tin vào trong khung chat là không thấy nhỉ thấy chưa ạ À, nhìn rõ và âm thanh tốt cô ạ. À vâng, ok. Thì chúng ta bắt đầu nhé. Chắc là cô giáo lúc nãy mình đang bắt đầu chia sẻ màn hình thì cô không nhìn thấy thôi. Ok. Đây, chúng ta lại phải để như này à Mình tin rằng là các cô cũng sẽ giống như mình. Đó là khi mà chúng ta bắt đầu biết về Steam ý, thì chúng ta sẽ thấy rằng là thế giới của trường mầm non ý, nó, nó, nó phù hợp với Steam vô cùng. Lý do là bởi vì sao ạ? Lý do là bởi vì đối với giáo dục STEAM mà nói thì nó sẽ tăng cái tính trải nghiệm cho những đứa trẻ và những cái đứa trẻ của chúng ta nó thỏa sức để có thể đắm chìm vào uh, những cái uh, điều kỳ diệu của thế giới xung quanh mà chỉ có STEAM mới mang lại. Nếu như trước kia thì các cô sẽ thấy là chương trình giáo dục mầm non chỉ tập trung vào các lĩnh vực giáo dục chúng ta sẽ có thấy toán này, chúng ta sẽ có thấy văn học này, rồi thể chất này, rồi làm quen chữ viết, tất cả những cái môn học đó đều yêu cầu các con phải biết và hiểu. Thì đối với giáo dục STEM thì sẽ giúp cho các con biết phân tích, đúng không ạ? Biết giải thích, biết sáng tạo nó và áp dụng vào trong thực tế. Thì chính vì vậy đối với giáo dục STEAM nó sẽ giúp cho các con có những cái điều vô cùng tuyệt vời. Và những cái trải nghiệm này thì chỉ có đối với giáo dục STEAM thì mới có thể cung cấp được cho các con thôi. Đấy. Và chúng ta sẽ đến với một cái khái niệm mà có lẽ là cái khái niệm này mình rất mong rằng là các cô giáo đây ạ. À, rất mong rằng các cô giáo có thể nắm được chắc cái nội dung này ví dụ như khái niệm về chương trình giáo dục mầm non Tại sao mình lại mong muốn là các cô nắm được cái chương trình giáo dục mầm non này? Vì rất gần thôi tới đây thì cái chương trình giáo dục mầm non này đến năm học 2025-2026 sẽ được thay thế bằng một cái chương trình giáo dục mầm non mới. Và cái chương trình giáo dục mầm non mới tới đây ấy, chúng ta sẽ thấy là gì ạ? Nó sẽ có những cái lĩnh vực ấy, nó rất gần với giáo dục STEAM. Nó sẽ có lĩnh vực khoa học tự nhiên. Chẳng hạn như vậy, nó sẽ có lĩnh vực công nghệ và những cái nội dung liên quan đến Uh, nghệ thuật ý, nó sẽ liên quan đến tình cảm kỹ năng xã hội chẳng hạn như vậy thì đấy là những cái nội dung mà chúng ta cần phải hiểu làm thế nào để chúng ta biết nó biết những cái kiến thức cơ bản này để các cô làm sao các cô có thể áp dụng giáo dục STEAM một cách hiệu quả vậy thì đối với chương trình giáo dục mầm non các cô vẫn cứ hiểu là gì ạ cái chương trình giáo dục mầm non chỉ là gì ạ nội dung và kết quả mong đợi thôi đúng không ạ các cô mới chỉ hình dung là uh, Chương trình giáo dục mầm non chỉ bao gồm cái nội dung và kết quả mong đợi của từng độ tuổi từ nhà trẻ cho đến mẫu giáo, nhưng thực chất ra cái cái chương trình giáo dục mầm non ấy nó là gì ạ? Nó là bao gồm cả những gì ạ? Phương pháp áp dụng này, mô hình áp dụng này rồi các cái hình thức tổ chức hoạt động này rồi thời gian biểu thời khóa biểu và nó gồm có rất nhiều những thứ xung quanh nó có tính kế thừa tính phát huy tính đồng tâm phát triển và giữa độ tuổi nọ với độ tuổi kia nó rất là biện chứng với nhau đấy đúng rồi ạ đây để mình để cái khung chat thì mình thấy các cô có có chat đây đấy và chúng ta thấy là gì trước kia đối với chương trình giáo dục mầm non chúng ta sẽ thấy là không có hướng dẫn cho dạ dạy có nghĩa là chúng ta không đánh giá trẻ về cái việc là trẻ có cái cảm nhận như thế nào chương trình giáo dục mầm non chúng ta đang làm nó không đánh giá trẻ bằng cái việc là các con sẽ cảm nhận như thế nào chúng ta sẽ không có cái sự giáo dục trẻ bằng tình yêu thương và chúng ta không có cái việc là làm thế nào chấp nhận được cái việc là sự khác nhau của từng đứa trẻ có nghĩa là ví dụ như vậy, cái đứa trẻ này nó có khả năng phát triển về ngôn ngữ, cái đứa trẻ kia nó có khả năng phát triển về thể chất, thì chúng ta lại không không coi trọng cái vấn đề đấy. Chúng ta yêu cầu tất cả các con đều cần phải biết một thứ. Ví dụ như các bạn có thể thấy là gì ạ? À, vừa rồi tôi có chiếu cho các cô xem một cái video. Đây là một trong những cái bài nói kinh điển, một cái bài nói kinh điển và cái bài nói này nói về giáo dục mà nó nói đúng vô cùng luôn các cô thấy. Chúng ta coi tất cả những đứa trẻ của chúng ta bằng một cái mũ khuôn mẫu giống như nhau và gì ạ? Chúng ta bắt những con cá phải làm gì ạ? À? Phải leo cây. Đấy, chúng ta bắt những con cá phải leo cây thì làm sao mà nó có thể đạt điểm giỏi được? Ví dụ như vậy, có những cái bé không không hề thích những cái nội dung liên quan đến để đến, đến à, nghệ ví dụ như là vẽ tranh hay là tạo hình, nhưng mà chúng ta vẫn yêu cầu là các con phải phải học được cái đó, phải giỏi cái đó, phải bắt buộc nó phải giống những cái mẫu của cô. Thì đối với chương trình giáo dục mầm non tới đây thì các cô sẽ thấy nó được tối ưu rất là nhiều và uh, đây là một cái khái niệm chương trình giáo dục mầm non thì cái chương trình đó nó là một chương trình khung nó có tính chất mở thể hiện cái mục tiêu giáo dục này rồi những cái quy định về uh, yêu cầu về nội dung về phương pháp rồi đánh giá sự phát triển làm căn cứ cho việc quản lý và tổ chức nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ và nó có cái cái sự đồng thời nó có sự cam kết đối với các cái chính sách của nhà nước thì đây là chung cái file này thì mình sẽ gửi lại cho các cô cho nên là các cô có thể lướt qua cái nội dung này thôi ạ và đối với chương trình giáo dục mầm non thì như trước kia chúng ta chỉ biết có một cái một cái loại chương trình thôi. Chúng ta chỉ biết có một loại chương trình thôi, đó là chương trình gì ạ? Chương trình giáo dục mầm non bằng cái gọi là thông tư 17 này, sau này là thông tư 28 sửa đổi này, tiếp theo là thông tư 52 sửa đổi chúng ta cứ coi cái gọi là quyển ngang đấy, quyển chương trình khung đấy là chỉ chúng ta chỉ biết có một cái loại chương trình khung đó thôi. Nhưng khi mà cái việc phát triển chương trình nó rất là rộng lớn thì chúng ta mới biết được rằng là à đối với chương trình giáo dục mầm non thì nó có bốn cấp độ và cái cấp độ đầu tiên thì chính là cái cấp độ mà chúng ta biết đó là cái quyển chương trình khung của bộ đấy là chương trình giáo dục mầm non quốc gia do bộ giáo dục đào tạo ban hành à, tiếp theo thì sẽ có cái cấp độ thứ hai đó là chương trình giáo dục mầm non ở địa phương à, do sở này phòng giáo dục gắn với từng địa phương và khi đó thì từng địa phương sẽ lựa chọn là năm nay tôi sẽ thực hiện cái gì tôi sẽ ứng dụng cái gì tôi sẽ đưa các cái chuyên đề nào vào trong cái chương trình đó thì thực chất ra thì chúng ta xem cái gọi là gì ạ? hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học của các cô của tất cả các địa phương thì các cô mới chỉ hình dung là à cái hướng dẫn đó nó là bao gồm những cái gọi là công văn giấy tờ thôi nhưng chúng ta lại không nắm được rằng là à chính những cái đó nó có tác động rất là lớn đối với cái chương trình giáo dục mầm non ở cấp độ 2 này, đó là chương trình giáo dục mầm non địa phương. Và đến cấp độ 3, đó là chương trình giáo dục mầm non gì ạ? của độ tuổi gắn với đặc thù môi trường của cái ngôi trường đó. Đấy, đó là cấp độ 3 hay còn gọi là chương trình giáo dục mầm non của gì ạ? của nhà trường. Đấy, thì nó ở đó nó sẽ bao gồm các cái độ tuổi ở trong nhà trường đó, nó gắn với địa đặc điểm của nhà trường, gắn với đặc điểm của địa phương nơi nhà trường đặt. Thì đấy là cấp độ 3 và cuối cùng là cấp độ 4 thì chính là cái cấp độ mà các cô đang làm ấy, đó là gì ạ? của từng độ tuổi gắn với lĩnh vực giáo dục phát triển, gắn với tuần chủ đề theo ngày hoạt động giáo dục và nó gắn với giáo viên và cái cấp độ 4 này là cái cấp độ quan trọng nhất. Thực ra thì mọi người cứ thấy rằng là cấp độ 1, 2, 3 mới là quan trọng. Nhưng đối với tôi cấp độ 4 là cấp độ quan trọng nhất. Vì các cô sẽ là người lựa chọn dạy gì cho học sinh. Các cô sẽ là người lựa chọn dạy gì cho học sinh. À, có thể là các cô uh, dạy những thứ mà năm nay các cô dạy rồi. Năm sau các cô chỉ việc copy và paste nó thôi. Dạy vào thì đứa trẻ của chúng ta nó sẽ không có gì ạ, nó sẽ sẽ không có cái sự đa dạng trong cái nền văn hóa nó sẽ không có sự đa dạng bằng cách nhìn thế giới xung quanh. Nhưng nếu cô giáo là người vô cùng sáng tạo, cô giáo sẽ là người luôn luôn nghe thời sự rồi tìm những thứ mà nó đang đang bức thiết, tìm những thứ mà nó đang cập nhật nó có tính thời sự đưa vào giảng dạy cho các con năm nay tôi dạy các con làm bánh trôi bánh chay rồi sang đến sang năm đến tết đoàn ngọ tôi không dạy cho các con à, đến đến tết hàn thực tôi không dạy cho các con làm bánh trôi bánh chay nữa tôi sẽ dạy cho các con làm gì ạ à? làm chè con ong chẳng hạn như vậy làm nước hoa quả và à, rồi chúng ta sẽ dạy cho các con bày những cái mâm mâm uh, quả ấy, để bày lên để cúng tổ tiên thì theo cái, cái cách là truyền thống chẳng hạn như vậy thế thì Mỗi cái cấp độ 4 này nó thể hiện cái sự sáng tạo của giáo viên Và các cô sẽ là người vô cùng quan trọng Đấy là lý do vì sao tôi lại phải nêu rất là rõ với các cô Về chương trình giáo dục mầm non Vì khi nắm được điều này thì các cô sẽ bắt đầu nắm được là À chúng ta sẽ đưa STEAM vào đâu Và chúng ta sẽ ứng dụng giáo dục STEAM như nào Vì cái cấp độ 4 này là cái cấp độ mà chúng ta thực hiện Những cái nội dung liên quan đến giáo dục STEAM Đấy Dừng lại một chút Nội dung này các cô có hỏi gì không ạ? nếu như các cô hỏi gì thì các cô có thể đặt vào khung chat hoặc bật mic ạ và như các cô thấy ở trên màn hình nhé thì uh, chương trình giáo dục mầm non quốc gia thì do bộ giáo dục quản lý và vụ giáo dục mầm non sẽ thực hiện chương trình giáo dục mầm non địa phương thì sẽ sở và phòng giáo dục quản lý và hiệu trưởng các cơ sở giáo dục mầm non sẽ tổ chức thực hiện còn độ tuổi thì do hiệu trưởng sẽ là người quản lý và tổ chuyên môn thực hiện và của nhóm lớp thì tổ chuyên môn quản lý và giáo viên tổ chức thực hiện đây là rất là rõ về vai trò và người chịu trách nhiệm đúng không ạ à, nội dung này nếu mà các cô thông qua thì các cô cứ ấn phím một nhé chúng ta cứ thống nhất ở trong lớp nào nếu khi mình đặt câu hỏi mà các cô không có ý kiến gì thì các cô có thể hoàn toàn diện ấn phím một để chúng ta có thể trôi qua cái nội dung này vâng ạ à, như các cô thấy là có rất là nhiều các cái quan điểm để thiết kế một cái chương trình giáo dục mầm non thứ nhất đó là quan điểm tiếp cận mục tiêu thứ hai là quan điểm tiếp cận nội dung thứ ba là quan điểm tiếp cận phát triển và thứ tư là quan điểm tiếp cận thích hợp thì bây giờ bây giờ nhé thông thường thì trước kia đối với chương trình giáo dục mầm non ấy, thì ở cấp độ cao nhất cấp độ gì ạ đối với cấp độ của bộ giáo dục chương trình giáo dục mầm non quốc gia thì theo gì ạ tiếp cận mục tiêu có kèm theo một chút của tiếp cận nội dung nhưng chúng ta gì ạ là những cái người thực hiện ở cấp độ 4 thì chúng ta sẽ có gì ạ quan điểm tiếp cận và cái sự phát triển của đứa trẻ nghĩa là chúng ta sẽ xây dựng cái chương trình nó phù hợp với cái sự phát triển của đứa trẻ và có thể tích hợp thêm các cái nội dung phù hợp làm thế nào để cho các con có được những cái trải nghiệm tốt nhất thì những cái quan điểm này nó sẽ khiến cho các cô xây dựng được cái chương trình phù hợp hay không hai cái quan điểm dưới này là hai cái quan điểm phù hợp với các cái nội dung mà chúng ta đang thực hiện ở ở cấp độ lớp học Thế thì ở đây chúng ta sẽ đến với các cái bước mình sẽ nói lướt qua thôi vì cái phần này là các cô hoàn toàn có thể đọc và nó có trong tài liệu mình đã gửi cho các cô rồi. Quy trình xây dựng chương trình giáo dục mầm non ở bất cứ một đơn vị nào, ở bất cứ một cấp độ nào. Đầu tiên thì bao giờ cũng phải khảo sát xem là cái chương trình đó nó có phù hợp với điều kiện của nhà trường hay không, có điều kiện uh, phù hợp với điều kiện của địa phương hay không, phù hợp với điều kiện của của quốc gia hay không. Đấy. Sau đó thì lựa chọn và sử dụng cách tiếp cận, các hình thức thiết kế À, ví dụ như có các cái mục tiêu đó chúng ta sẽ tiếp cận gì, sau đó xây dựng mục tiêu giáo dục chung và cụ thể. Rồi đến bước 4 là chúng ta sẽ cần phải có phân bổ, xây dựng các cái phiên chế, xây dựng cái kho nội dung thì cái phần này chính là cái phần mà thông thường các cô sẽ nhặt ra là à trong 35 tuần đó các cô dạy cái gì, gọi là kế hoạch hoạt động học của 35 tuần và trong đó thì các cô sẽ thể hiện là gì? À, tuần 1 tôi sẽ dạy các cái hoạt động học là cái gì, tuần 2 sẽ dạy các hoạt động học là cái gì. Tuy nhiên thì đối với cái chương trình giáo dục mầm non mà có theo định hướng tim thì chúng ta sẽ thấy là từ trong nhiều năm trở lại đây trước kia thì chúng ta chia 50 50 nghĩa là 50% mục tiêu sẽ đưa vào hoạt động học và 50% sẽ đưa vào hoạt động khác. Nhưng bây giờ thì chúng ta gì đưa có 25% vào hoạt động học thôi, còn 75% là nó đưa vào hoạt động khác. Vậy thì để đạt được mục tiêu thì không nhất thiết phải đưa cái bài học đó vào trong hoạt động học. Chúng ta hoàn toàn có thể đưa ra hoạt động góc, hoạt động ngoài trời, hoạt động chiều, thậm chí là thể dục sáng. Đấy, chẳng hạn như vậy. Thế chính vì vậy mà khi mà xây dựng kho thì trước kia chúng ta chỉ cần xây dựng kho liên quan đến kế hoạch hoạt động của 35 tuần liên quan đến hoạt động học thôi. Nhưng bây giờ chúng ta sẽ còn cần phải bao gồm cả gì ạ? Hoạt động ngoài trời, hoạt động khác nữa, đúng không ạ? Thỉnh thoảng lại phải kiểm tra xem có cô nào đang chờ không. Và đến cuối cùng thì chúng ta sẽ đánh giá kết quả thực hiện chương trình. Thì đây là một cái quy trình để chúng ta có thể xây dựng một chương trình giáo dục mầm non. À, cái bước 4 này là cái bước quan trọng nhất này các cô. Cái bước này là chính là cái bước mà chúng ta sẽ ngồi sẽ tính tính xem là chúng ta sẽ đưa giáo dục STEAM vào phần nào. Ví dụ trong các cái tuần đó chúng ta thấy là đối với chủ đề phương tiện giao thông chẳng hạn thì đối với phần uh, cái tuần mà học uh, về luật giao thông chúng ta thấy rằng là nếu như chúng ta cho trẻ thiết kế về biển báo, thiết kế về cột đèn thì các con sẽ nhớ biển báo lắm sẽ nhớ về về các cái tín hiệu đèn lắm thì chúng ta hoàn toàn có thể đưa một bài học STEAM vào đó là thiết kế cột đèn hoặc là biển báo giao thông chẳng hạn như vậy. Thì à, đấy là cái cách chúng ta lựa chọn hoặc ví dụ như là ở cái chủ đề thế giới thực vật. Khi chúng ta xây dựng các cái kho bài học rồi, chúng ta đã đưa ra rồi là tuần này chúng ta sẽ khám phá về các loại rau củ chẳng hạn. À thế chúng ta thì làm thế nào để chúng ta có thể liên kết được các cái loại rau củ vào một bài học thì chúng ta mới phát hiện ra rằng nếu như chúng ta làm một cái một cái bữa salad trộn chẳng hạn như vậy thì nó sẽ bao gồm rất là nhiều loại rau củ thế thì chúng ta hoàn toàn có thể có một hoạt động steam là là làm sao nó trộn chẳng hạn như thế thì đấy là khi mà chúng ta có cái kho đó rồi thì chúng ta hoàn toàn có thể nhìn thấy steam nó ở phần nào à, chúng ta sẽ đưa steam vào hoạt động nào cho nó phù hợp đấy à, ở bước đánh giá này thì thông thường ấy, là các cô cũng không 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 coi trọng lắm tuy nhiên thì cái đánh giá là một trong những cái nội dung rất là quan trọng Uh, vì bao nhiêu lâu nay chúng ta đang làm nó một cách rất là hình thức Vì bao nhiêu lâu nay chúng ta đang làm nó một cách rất là hình thức Cho nên là các cô mới thấy được rằng là Khi mà các cô đưa các cái nội dung vào ấy Thì các cô chỉ thấy được là đánh giá theo kiểu là chung chung thôi Nhưng uh, nếu thực chất ra cái đánh giá mà các cô làm một cách bài bản và đúng ấy Thì các cô sẽ gì? thông qua ví dụ như là Chúng ta thấy rằng những đứa trẻ của chúng ta nó không hề thích cái nội dung này thì hoàn toàn chúng ta có thể từ chối và chúng ta sẽ không đưa các cái nội dung này vào những cái bài học tiếp theo của các cô chẳng hạn như vậy. Thì cái bước đánh giá chính là cái bước chúng ta sẽ uh, thể hiện được rằng là à cái nội dung này có phù hợp với tâm sinh lý của trẻ hay không, có phù hợp với mong muốn của trẻ hay không. Đấy. Thì uh, đấy là về bước đánh giá. Chúng ta sẽ đến với một trong những cái vấn đề mà rất là nhiều các cô giáo vẫn đang bị nhầm lẫn và dưới cái, cái nội dung này sẽ có một cái nội dung mà chúng ta sẽ phân phân biệt được rõ ràng các cái nội dung này ví dụ như là uh, về tiếp cận giáo dục steam trong đưa giáo dục steam vào trong giáo dục mầm non thế thì một số rất là nhiều các cô giáo rất là nhiều các cô giáo đang bị nhầm lẫn là giáo dục steam là một phương pháp nhưng giáo dục steam nó là một mô hình và nó không có một cái phương pháp nào mà để có thể tiến hành mà tổng hợp tất cả các cái yếu tố đó vào là một cả. Chính vì vậy, chính vì vậy giáo dục STEAM nó là một mô hình và để mà chúng ta có thể thực hiện giáo dục STEAM trong trường mầm non thì nó đồng thời với việc là gì ạ? Chúng ta sẽ cần phải có gì ạ? Cần phải có rất là nhiều các cái phương pháp giáo dục tích cực để áp dụng. À, xin lỗi các cô một chút ạ để mình mình Ok, xin lỗi các cô. Các uh, bên cạnh có một cái lớp học của một cái cô giáo. Ok, thế thì có rất là nhiều các cái tài liệu uh, có rất là nhiều các chuyên gia đều nói rằng là giáo dục STEAM là một phương pháp, nhưng với quan điểm của mình với các cái nội dung mà mình đã từng nghiên cứu thì giáo dục STEAM nó mà nó là một mô hình. Thế thì có rất là nhiều các định nghĩa nhưng chúng ta vin vào những cái nội dung liên quan đến của chương trình giáo dục phổ thông 2018 và văn bản 3089 Bộ là một trong những cái chứng cứ pháp lý một cách rõ ràng. Thế đối với chương trình giáo dục phổ thông 2018 thì nó định nghĩa như thế nào? Giáo dục STEM là một mô hình giáo dục dựa trên các cách tiếp cận liên môn, giúp học sinh áp dụng kiến thức khoa học, công nghệ, kỹ thuật, toán học và giải quyết một số vấn đề thực tiễn trong bối cảnh cụ thể. Các cô lưu ý giúp mình cái phần là một số vấn đề thực tiễn trong bối cảnh cụ thể. Đấy là đối với chương trình phổ thông 2018. Thế còn đối với công văn 3089 thì cũng nói rất rõ đó là giáo dục STEAM là một phương thức giáo dục. Một phương thức chứ chưa có một nội dung làm nào nói là giáo dục STEAM là một phương pháp giáo dục cả. Trang bị cho học sinh những kiến thức khoa học gắn liền với ứng dụng chúng trong thực tế. Vậy thì chúng ta thấy là ở cả hai định nghĩa nó đều có một nội dung đó là bối cảnh thực thực tiễn trong bối cảnh và diễn ứng dụng vào trong thực tế Điều đó có nghĩa là gì ạ Điều đó có nghĩa là nếu như Cái kiến thức, cái hoạt động Steam Mà các cô đưa ra Nó không thể ứng dụng vào trong thực tế Thì các cô không lựa chọn nó là giáo dục Steam Ví dụ Nếu như mà trước kia chúng ta hoàn toàn có thể diễn Cho trẻ nặng Con gà Vẽ con gà chẳng hạn Chẳng hạn như vậy Chúng ta hoàn toàn có thể cho trẻ vẽ con gà đó là vẽ theo mẫu Nhưng đối với giáo dục Steam thì chúng ta phải phải nghĩ được xem là à trẻ vẽ con gà đấy để làm gì chẳng hạn như vậy rồi trước kia chúng ta cho trẻ khám phá các loại rau củ chúng ta hoàn toàn có thể là xong chúng ta chỉ đúc kết lại là à là ăn rau củ nó sẽ cung cấp cho các con rất là nhiều vitamin nhưng mà cái tính thực tiễn của nó sẽ rất là cao nó sẽ có rất là nhiều thứ khác kèm theo vậy thì chúng ta hoàn toàn có thể đặt một câu hỏi là gì trẻ học cái việc về rau củ quả này này các loại rau các loại củ các loại quả này này và cách chế biến nó để làm gì đấy thế thì đấy là vấn đề thực tiễn nghĩa là những cái thứ mà trẻ học ở trong các bài học của các cô nó đều phải mang ứng dụng vào trong thực tế và giải quyết một cái bài học nào đó trong thực tiễn thì nó mới là yếu tố steam vì làm sao ạ steam nó là gì ạ trải nghiệm để gì ạ để thực hành sau đó thì mới sáng tạo được đấy thì ở đây chúng ta sẽ có một cái một cái phân biệt rất là nhỏ ba cái nội dung mà các cô vẫn đang gì ạ? đang rất là lăn tăn thứ nhất là mô hình dạy học thứ hai là phương pháp dạy học thứ ba là giáo án dạy học và các cô nắm được ba cái vấn đề này thì các cô sẽ không bao giờ nhầm lẫn cái mô hình dạy học nó là một khung tư duy hay là một mô hình tổ chức tổng thể một cái quá trình giảng dạy học tập nó xác định cấu trúc sự liên kết giữa các yếu tố khác nhau và trong cái quá trình giảng dạy đó bao gồm bước này giai đoạn này phối hợp trong quá trình dạy học vậy thì giáo dục steam nó đáp ứng được gì ạ Thứ nhất là nó là một khung tư duy. Thứ hai, nó là một quá trình giảng dạy. Thứ ba, nó có cấu trúc liên kết với các thành tố. Thứ tư, nó là gì ạ? Nó là gì ạ? Bao gồm các bước, các giai đoạn phối hợp trong quá trình dạy học. Đấy, chính vì vậy, chính bởi vì vậy mà nó là mô hình dạy học. Thế còn phương pháp là cách giáo viên áp dụng các cái phương tiện quy trình kỹ thuật để giảng dạy, để đạt được kiến thức. Thế thì các cô thấy là gì ạ? Nó sẽ không đầy đủ về cái cấu trúc, cái yếu tố hay là cái quá trình tổ chức tổng thể. Mà cái giáo dục STEAM có thể nó bao trùm rất là nhiều thứ. Thế còn giáo án thì nó chỉ là một tài liệu chi tiết thôi. Thì ba cái nội dung này, khi mà các cô đã nắm được, các phân biệt được thì các cô sẽ hiểu là lý do vì sao mà giáo dục STEAM nó lại là một mô hình. Tiếp theo thì các cô sẽ đến với một cái khái niệm rất là cụ thể. Và cái khái niệm này các cô sẽ thấy ở rất là nhiều các cái nguồn tài liệu. Các cô chỉ cần search ở trên Google hay là vào wikihow các cô sẽ thấy là gì ạ à, các cái nội dung liên quan đến giáo dục stem giáo dục steam rất là nhiều đấy Thế thì ở đây chúng ta biết được là stem thì lần đầu tiên nó xuất hiện ở mỹ vào năm 2001 và phát triển thành steam như hiện nay nghĩa là trước kia thì nó đều có các cái lĩnh vực steam stem rồi nhưng chỉ đến năm 2001 nó mới được thực chất nó mới được đưa vào là một cái khái niệm cụ thể đấy và steam thì nó là thuật ngữ viết tắt của những cái từ gì ạ? Khoa học này, công nghệ này, kỹ thuật, nghệ thuật, toán học. Và STEM giáo dục SIM mầm non thì có thể định nghĩa là gì ạ? Cách thức tổ chức dạy học tích cực để hình thành kỹ năng và rèn luyện năng lực cho trẻ mầm non, giúp cho trẻ có thể học hỏi như một nhà khoa học này, thiết kế như một kỹ sư này, thành thục trong sử dụng công nghệ và sáng tạo như một nghệ sĩ, đồng thời trẻ phải làm gì ạ? Lập luận phản biện như một nhà toán học đấy thế thì đấy chính là một cái khái niệm và rất mong rằng là các cô hãy nốt lại cái khái niệm này cái quan trọng nhất đối với trẻ mầm non không phải là kiến thức khoa học mà cái quan trọng nhất đối với trẻ mầm non đó là gì ạ có thể gì ạ có thể hỏi như một nhà khoa học hay là quan sát như một nhà khoa học rồi trẻ có thể gì ạ thiết kế như một kỹ sư và gì ạ thành thục trong sử dụng công nghệ và cái quan trọng nhất đối với giáo dục steam ở trong bậc học mầm non đó là gì ạ trẻ có thể sử dụng các cái công cụ được thiết kế ra từ công nghệ một cách thuần thục ví dụ như tivi máy tính bảng ví dụ như quét mã ví dụ như wifi ví dụ như mở mở máy tính để tìm kiếm các cái nguồn tượng tài liệu và mình nói thật là các bé bây giờ 3 tuổi đã biết sử dụng các cái remote của tivi là các bé đã biết mở âm thanh để tìm kiếm rồi đấy Thế thì các cô nếu như không cập nhật mà các cô dạy cho các con những cái kiến thức một cách cao hơn và tìm kiếm các cái nguồn thông tin bằng các cái phương tiện công nghệ một cách khoa học và văn minh thì dần dần các con sẽ đi lạc hướng. Đúng không ạ? Dần dần các con sẽ đi lạc hướng. Chúng ta cái hình dung là gì ạ? Trẻ của chúng ta có thể biết được các cái kỹ năng đó nhưng mà cái kỹ năng đó để làm gì thì chỉ có các cô mới có thể dạy để cho các con hoặc là bố mẹ của các con. Đấy. Thì đấy là cái nội dung về định nghĩa. Ở đây chúng ta sẽ thấy có một cái mô hình. Cái này các cô sẽ thấy là các cái hoạt động theo định hướng STEAM thì nó sẽ được gì ạ? Nó sẽ phải được vận dụng vào môi trường sống xung quanh của trẻ. Thông qua cái trải nghiệm đó thì nó sẽ trẻ sẽ có được một cái sản phẩm sau hoạt động. Cái sản phẩm đó được tối ưu kinh nghiệm nó lại tiếp tục quay ngược trở lại với các hoạt động theo định hướng STEAM. Thế đây là một cái mô hình rất là rõ ràng và các cô nhìn thấy là ví dụ nhé. Chúng ta cho trẻ làm chiếc diều, đúng không ạ? chiếc diều đó sau khi trẻ làm xong thì trẻ sẽ phải mang ra để thử nghiệm cái diều đó sau khi trải nghiệm cái diều đó xong thì trẻ phát hiện ra à những cái diều này nó vẫn còn rất là có nghĩa là nó cần phải có một cái khung ví dụ diều chúng ta chỉ gấp giấy thôi đắn đuôi ngày xưa chúng ta sẽ có cái diều hình 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 như kiểu hình con nòng nọc ấy gọi là diều nòng nọc ấy thế do trẻ sẽ đưa ra và trẻ sẽ thấy là à nếu như mà không có khung ấy không có nan tre thì chiếc diều đó nó sẽ rất là gì ạ nó sẽ rất là mềm bắt buộc phải có nan tre sau cái quá trình trải nghiệm chạy diều rồi trẻ thấy vấn đề đó trẻ sẽ từ cái sản phẩm đó trẻ sẽ tối ưu và sẽ có một cái hoạt động mới phát sinh đó là gì ạ chúng ta sẽ tiếp tục làm diều gì ạ diều bằng nan tre chẳng hạn như thế thì đấy là cái cái rõ nhất thì chúng ta sẽ thấy cái mô hình này nó hiệu quả rồi ạ chúng ta sẽ đến với cái nội dung tiếp theo và đây có thể coi là một nội dung quan trọng trước khi bắt đầu vào nội dung này thì mình sẽ dừng lại một chút để cho các cô có thể à, có thêm các cái... Vâng ạ, mình vẫn đang duyệt đấy ạ. Vẫn vừa đang dạy các cô nhưng mà mắt mình vẫn phải đảo màn hình để, để duyệt cho các cô. Hiện giờ thì không có cô giáo nào ở đây. Vâng ạ, chúng ta dừng lại một chút. Cái nội dung này có cô giáo nào thắc mắc gì không ạ? Để chúng ta sẽ bắt đầu tiếp theo và cái nội dung tiếp theo thì nó sẽ liên quan đến việc xác định mục đích yêu cầu của các cô trong kể các cái giáo án steam đấy ạ phần này rất là quan trọng à, với cái với cái cái uh... tốc độ như hiện nay thì có khả năng là chúng ta sẽ xong rất là sớm và có khả năng là cái nội dung này sẽ không bị cháy giáo án đâu vì nội dung này rất là dài vâng cảm ơn các cô vâng ạ cơ bản thì các cái nội dung này chúng ta đã có thể đọc lại tài liệu được chưa ạ và nếu như cô giáo nào mà có thắc mắc thì rất mong là các cô giáo có thể đặt câu hỏi luôn để chúng ta nắm được. Rồi ạ, bây giờ chúng ta sẽ đến với một cái nội dung rất là cụ thể. Nhận thức khoa học. Đấy. Nghĩa là gì ạ? Nghĩa là gì ạ? Nghĩa là cái phần này chính là phần gì ạ? Nó chính là phần kiến thức đấy các cô ạ. Nó chính là cái phần kiến thức đấy ạ. Và cái phần kiến thức nó liên quan đến yếu tố khoa học. Nghĩa là gì? nghĩa là khi chúng ta nhìn thấy nhận thức khoa học này này, chúng ta sẽ hình dung là chúng ta sẽ đưa các cái nội dung liên quan vào trong diện trong phần mục đích yêu cầu ở phần phần kiến thức được chưa ạ? Vậy kiến thức như thế nào là khoa học ạ? À, mình muốn hỏi với các cô một chút kiến thức như thế nào gọi là kiến thức khoa học ạ? Các cô có thể uh, chat xuống khung chat được không ạ? Hoặc là bật mic để nói ạ? kiến thức như thế nào là kiến thức khoa học ạ à? các cô cứ thử định nghĩa và mạnh dạn một chút ạ à. theo các cô thì kiến thức như thế nào sẽ là kiến thức khoa học ạ à? trẻ biết được điều gì sau hoạt động đó đúng rồi ạ trẻ biết được điều gì sau hoạt động đó mình thấy có cô yến ở trong này rồi mà đúng không tiếp đi ạ cảm ơn cô minh nguyễn trẻ nêu được mô tả được đúng rồi ạ trẻ nêu được mô tả được phải đúng đúng rồi ạ là giúp trẻ hiểu về cấu tạo đặc điểm hình dạng bên ngoài của đối tượng đúng rồi ạ tất tần tật những cái gì liên quan đến đối tượng đúng không ạ? Cái kiến thức khoa học nó là diện tất tần tật, tật cái gì liên quan đến đối tượng. Nó là gì ạ? Đặc điểm về hình dạng, cấu trúc rồi các thành phần lợi ích, thậm chí là uh, nó có ý nghĩa như thế nào, đúng không ạ? Liên quan đến cái 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 đối tượng đó. Vậy thì uh, cơ bản là các cô đã nắm được cái nội dung này rồi. Chúng ta sẽ thấy là gì ạ? Đây là là cái phần mà liên quan đến kiến thức về về khoa học là trẻ sẽ tìm tòi khám phá bằng nhiều giác quan, nhiều phương pháp biện pháp để có thể hiểu sâu về các đối tượng đó. Ví dụ như là gì ạ? Tên gọi, đặc điểm, công dụng, cách sử dụng chẳng hạn như thế. Nghĩa là chúng chúng ta sẽ thấy là gì ạ? Thông qua cái cách mà trẻ tìm tòi khám phá thì trẻ sẽ tìm được ra về những cái nội dung liên quan đến cái đối tượng đó, nói một cách ngăn, ngắn gọn là như thế. Và cái đối tượng đó thì sẽ là tất tần tật những cái gì liên quan đến cái đối tượng đó bao gồm cả gì ạ? Đặc điểm hình dạng, màu sắc, cấu trúc, cấu tạo rồi à, lợi ích của nó chẳng hạn như vậy. Và và cái nội dung này, cái nội dung này chúng ta sẽ thấy là gì ạ? Chúng ta sẽ để để tâm giúp mình vào cái phần trẻ tìm tòi khám, khám phá bằng nhiều giác quan này, phương tiện này thì các cô sẽ hiểu là gì ạ? Cái phần này ví dụ như là chúng ta sẽ chúng ta sẽ nghiên cứu cái đối tượng đó bằng cách nào? Chúng ta sẽ nghiên cứu cái đối tượng đó bằng cách nào? Ví dụ chúng ta sẽ gì ạ? chúng ta sẽ uh, biết về nó, chúng ta sẽ hiểu về nó, chúng ta sẽ quan sát nó, chúng ta sẽ khám phá nó. Ví dụ như thế, chúng ta sẽ tìm hiểu cái đối tượng đó bằng cách nào. Đấy. Và bây giờ chúng ta sẽ đến cái phần tiếp theo, đó là phần gì ạ? Phần kỹ năng khoa học. Nghĩa là cái kỹ năng khoa học là kỹ năng như thế nào. Đây. Chúng ta sẽ đến với phần kỹ năng khoa học. Đấy. Ví dụ như là chúng ta sẽ thấy là trẻ có khả năng tìm tòi khám phá và khả năng quan sát khám phá tìm tòi phát hiện đặt câu hỏi thu thập thông tin và các cô sẽ thấy là cái nội dung này các cô sẽ thấy nó rất là là quen đúng không ạ và các cô đợi mình một chút chắc lại các cô trong lớp đây Đấy, mình đã lường trước được cái nội dung là là các cô sẽ bị bị chậm vào mà Vâng, đúng rồi ạ. Và chúng ta sẽ thấy có hai phần, có rất là nhiều các chuyên gia, thậm chí là có rất nhiều các địa phương à, có áp dụng phần kiến thức về khoa học riêng và phần kiến thức về à, và phần kỹ năng về khoa học riêng. Nghĩa là chúng ta sẽ có phần kiến thức cũng bao gồm tất cả các thành tố STEAM và chúng ta sẽ có phần kỹ năng cũng bao gồm tất cả các thành tố STEAM. Vậy thì ở đây mình sẽ đưa ra một cái cách chung nhất một cái cách góc nhìn một cách khoa học nhất cho tất cả các cô để khi các cô áp dụng các cái nội dung này vào trong cái giáo án thì các cô sẽ không bị xác định nhầm về mục đích yêu cầu đấy thế nếu như mà các cô cần phải được yêu cầu là đưa ra cái phần khoa học cả gì ạ cả ở phần kiến thức và cả ở phần kỹ năng thì ở phần kiến thức thì các cô sẽ nói về các cái đặc điểm hình dạng nói chung là tất tần tật những cái gì liên quan đến đối tượng còn ở phần kỹ năng liên quan đến khoa học thì có nghĩa là các cô sẽ sử dụng các cái kỹ năng năng lực phẩm chất của một nhà khoa học rồi các cái khả năng quan sát tìm tòi thu thập thông tin về cái đối tượng đó ở cái kỹ năng này và nói một cách dễ hiểu nhất đó là gì ạ kỹ năng là tôi làm cách nào để có thể biết về về cái đối tượng đó tôi làm cách nào để tôi tìm tòi khám phá về đối tượng đó thì chính là cái kỹ năng đúng không ạ Thế còn ở cái phần uh, kiến thức khoa học thì uh, nó là cái, cái, cái cái đối tượng đó nó là cái gì? Nó nó là cái gì nó như thế nào? Thì đấy là là ở phần kiến thức về mặt khoa học. Cái phần này nó có dối quá không các cô? Khi mà mình đưa hai cái phần kiến thức về khoa học và kỹ năng về khoa học này các cô có thấy dối quá không ạ? Nếu như mà thấy dối thì các cô có thể ấn phím 2 đi ạ. Còn nếu mà thấy cảm thấy ok và dễ hiểu thì các cô có thể ấn phím 1 ạ. Đúng không ạ? Dối đúng không ạ? Ok thì là một đúng không ạ? Đấy, nó sẽ hơi dối này. Hơi dối này. Thế thì mình nói lại cái phần này một chút cho các cô nhé. Nếu như mình không hỏi lại mà mình cứ lướt 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 là các cô sẽ bị nhầm chỗ này này. Ờ, mục đích yêu cầu của các cô sẽ gồm có mấy phần? Vâng ạ. Nào, mục đích yêu cầu của các cô sẽ gồm có mấy phần? Ba phần, đúng rồi ạ. Phần gì ạ? Kiến thức, phần kỹ năng và và phần thái độ. Đúng không ạ? Thế thì bây giờ nhá, mình sẽ 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 làm phần kiến thức trước nhá. Sau đó thì mình sẽ làm đến kỹ năng hay là chúng ta sẽ làm cả kiến thức cả kỹ năng. Vâng, đúng rồi. Cơ bản đều giống như nhau hết. Vậy thì ở đây có một cái câu hỏi của cô giáo nào đây nhỉ? Vâng, từng phần nhá. À, cô giáo nào đây? À, có cô Tân Nguyễn Thị Thanh Tân thì chưa hiểu thế nào là phần kiến thức. Ok, để mình mình thoát cái phần này ra nhá. Đây, mình 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 thoát cái phần này. đây mình sẽ sắp xếp lại một chút đây, nhận thức này à, nhận thức về mặt công nghệ sẽ cho lên đây này ok này chúng ta sẽ tìm xuống một chút nhé các cô đợi mình một xíu nhận thức về mặt kỹ thuật sẽ cho lên đây ok chúng ta sẽ xuống một chút nữa đây nhận thức đây Ok chưa? Nào, bây giờ chúng ta đã có một cái một cái rất là xuyên suốt rồi. Bắt đầu. Nào, để mình đọc lại từng phần nhá. Đúng rồi chúng ta sẽ bắt đầu với nhận thức của khoa học này. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ chỉ nói đến phần gì ạ? Phần kiến thức của có nghĩa trong mục đích yêu cầu có 3 phần, chúng ta hiểu là như vậy rồi đúng không ạ? Phần thứ nhất đó là phần phần kiến thức. Kiến thức khoa học là gì? Kiến thức khoa học chính là phần này này các cô. Kiến thức khoa học chính là trẻ trẻ hiểu biết sâu về đối tượng. Đấy, chính là phần này ạ. Trẻ hiểu biết sâu về đối tượng cần khám phá. Tên gọi đặc điểm công dụng cách sử dụng đúng không ạ? Cái phần này các cô đã hiểu chưa ạ? Nói ngắn gọn nhé, nghĩa là gì ạ? Chúng ta cứ hình dung là nó là cái gì, nó như thế nào, đúng không ạ? Đấy, thì đấy là phần kiến thức về về mặt nhận thức, đấy, nhận thức về mặt khoa học. Đấy. Tiếp theo chúng ta sẽ đến phần kiến thức về kiến thức về gì ạ? Kiến thức về công nghệ. Đúng không ạ? Có nghĩa là chúng trẻ sẽ biết về các cái công nghệ đó, kiến thức về công nghệ thì trẻ sẽ biết về cái công nghệ đó này, đúng không ạ? Trẻ biết cách sử dụng cái công nghệ đó này, đúng không ạ? Và trẻ có thể tạo ra công nghệ đó, nó sẽ có ba cách. Thứ nhất là trẻ sẽ biết cái công nghệ đó là gì. Ví dụ như công nghệ trẻ biết về cái công nghệ tạo ra uh, tái chế ra giấy chẳng hạn như vậy. Sau đó thì trẻ sử dụng các công cụ để tạo ra cái cái giấy tái chế đó nghĩa là trẻ sử dụng khung này sử dụng máy xay sinh tố này sử dụng giấy này để ngâm vào nước này để xay ra này sau đó để lắng này sau đó để lọc ra để được có một cái tờ giấy tái chế chẳng hạn như thế rồi sử dụng các cái thiết bị công nghệ như là tivi máy tính máy tính bảng rồi kéo bút ra thậm chí là quét mã thì đấy là phần kiến thức về kiến thức về công nghệ đấy như thế này như thế này thì sẽ dễ hơn cho các cô đúng không ạ kiến thức về công nghệ phần này các cô đã hiểu chưa ạ còn tạo ra công nghệ thì chúng ta sẽ tạo ra cái quy trình để tạo ra giấy hoặc là ví dụ như là pha nước cam chẳng hạn trẻ sẽ biết là cần dùng bao nhiêu thìa bao nhiêu nước bao nhiêu thìa đường bao nhiêu bao nhiêu quả cam đấy rồi trẻ sẽ ngoáy thế nào để tạo ra thì đấy chính là tạo ra công nghệ đúng không ạ thì đó là phải phần công nghệ thì khi nắm được cái phần này thì các cô đưa vào mục đích yêu cầu các cô cứ thế mà mà đưa vào ví dụ đối với phần kiến thức khoa học chẳng hạn thì chúng ta sẽ hiểu là cái đối tượng đó là quả cam đó nó có gì ạ nó có vỏ có muối có hạt rồi vị của nó ngọt chẳng hạn nó có thể làm được cái nọ cái kia đúng không ạ thế sau đó thì tiếp tục là trẻ sẽ biết được về đến cái phần về công nghệ thì trẻ sẽ biết được rằng à để mà tạo ra nước cam thì sẽ cần là sử dụng bao nhiêu thìa đường bao nhiêu thìa muối rồi ngoáy lên như thế nào nước ấm ra làm sao thì đấy là phần công nghệ rồi sử dụng cốc sử dụng thìa sử dụng đường chẳng hạn xem tivi để xem xem là quy trình làm nước cam như thế nào rồi trẻ có biết là à cái việc mà tạo ra nước cam này thì là cái cô các cái cô pha chế các cô sẽ tạo ra chẳng hạn như vậy và có một cái nghề để tạo ra các cái cái loại nước rất là ngon đó là bartender chẳng hạn như vậy thì đấy cũng là một cái cách để chúng ta biết về các cái công nghệ được chưa ạ à, thực ra à, thì nó rất là dễ nếu như các cô nghĩ nó dễ còn ngay từ đầu ấy mà các cô bị dối giữa các cái yếu tố các thành tố thế thì mình tin rằng là khi mà các cô làm nhiều lần đấy khi mà các cô làm nhiều lần đấy làm đi làm lại nhiều lần thì các cô sẽ nhớ rất là sâu về về gì ạ về khoa học về công nghệ về kỹ thuật về nghệ thuật về toán học và chúng ta sẽ biết được là cái kiến thức nó sẽ yêu cầu như thế nào ví dụ kiến thức về mặt kỹ thuật là gì ạ trẻ sẽ có gì ạ có thể xây dựng ra một cái quy trình Đúng không ạ? Trẻ có thể biết cách vận dụng các cái kiến thức đó Để bảo chế tạo cái sản phẩm Trẻ có kỹ năng gì ạ? Kỹ năng vắt này Kỹ năng uh, bổ cam này Rồi kỹ năng uh, pha nước cam này Chẳng hạn như vậy Thì đấy chính là các nội dung liên quan đến kỹ thuật Và cái kỹ thuật này nó nó là gì ạ? Nó sẽ trả lời một cái câu hỏi là Tôi làm như thế nào được Tôi làm như thế nào để có được cái sản phẩm đó Tôi làm như thế nào được thiết kế được cái A Tôi làm như thế nào được thiết kế được cái B Thì đấy là, là liên quan đến kỹ thuật Hoặc là uh, ví dụ như là tìm hiểu về cái công nghệ đó một cái một cái quy trình nào đó tìm hiểu về một đối tượng nào đó thì uh, cái cái đối tượng đó nó được um, xuất hiện như thế nào thì đấy là yếu tố của của kỹ thuật đúng không ạ ví dụ như là uh, xây dựng uh, ví dụ như đối với quy trình 5 e chẳng hạn uh, các bạn sẽ thấy là đối với kỹ thuật thì uh, chúng ta áp dụng quy trình 5 e vào khám phá một câu chuyện chẳng hạn thế thì yếu tố kỹ thuật ở đây là gì và một câu hỏi cho các cô Nếu như chúng ta khám phá một câu chuyện Bằng quy trình 5E Áp dụng giáo dục STEAM Thế thì chúng ta sẽ xác định yếu tố kỹ thuật đây là gì ạ? Là kỹ thuật gì ạ? Kỹ thuật kể chuyện Đúng không ạ? Chúng ta sẽ có Đến nói gì ạ? Kỹ thuật sử dụng dối Đúng không ạ? Chúng ta sẽ có gì ạ? Chúng ta sẽ có cái kỹ thuật gì ạ? Ờ, hình thành được Thông qua cái câu người Khám phá cái câu chuyện này sẽ, sẽ gì ạ? Hình thành được cái sơ đồ tư duy về câu chuyện, hình thành được một cái sơ đồ về nội dung câu chuyện chẳng hạn như thế. Đấy, hoặc là không qua cái câu chuyện đó trẻ sẽ nào nắm được cái cách làm gì ạ? À? Làm nhà chẳng hạn như vậy, đó là yếu tố kỹ thuật. Đấy. Thế thì cái yếu tố kỹ thuật là trẻ có khả năng này, biết vận dụng các kiến thức khoa học công nghệ để xây dựng một quy trình sản xuất đơn giản chế tạo ra sản phẩm. Đấy. Thì các cô đọc kỹ cái phần này thì các cô sẽ xây dựng được cái phần phần kỹ thuật cái phần này các cô có thấy khó hiểu không ạ? Nếu mà thấy dễ hiểu thì lại chúng ta lại ấn phím 1, mà khó hiểu thì chúng ta lại ấn phím 2 để chúng ta tiếp tục làm sâu. À, vâng, cảm ơn các cô. Mình muốn là đến đâu chúng ta sẽ làm rõ đến đấy. Và khi mà xong cái hoạt, uh, khi xong cái bài ngày hôm nay thì cơ bản các cô sẽ biết là gì ạ? À xác định được cái phần mà mục đích yêu cầu nó dễ vô cùng luôn. Dễ như là trẻ đang làm steam vậy. Và chúng ta sẽ thấy được rằng là làm steam thì các con sẽ cảm thấy sung sướng và các cô sẽ cảm thấy nhẹ nhàng đúng không ạ chúng ta sẽ đến với yếu tố tiếp theo là gì ạ các cô nào có thể đọc tên cho mình là sau kỹ thuật thì chúng ta sẽ đến nội dung gì ạ nào chúng ta vừa học vừa ôn bài ạ à đúng rồi sau kỹ thuật là là nghệ thuật đó là chữ gì ạ chữ as À đây. Và cái yếu tố nghệ thuật này thì thông thường nhé. Thông thường thì các cô sẽ hiểu là nó đẹp hay là xấu. Đúng không ạ? Nó là nó là nghệ có nghĩa là liên quan đến âm nhạc hay là tạo hình. Đúng không ạ? Thế nhưng mà nói một cách sâu xa hơn ý. Đấy. Đúng rồi. Nó liên quan đến màu mè. Các chúng ta cứ hình dung nó là như thế. Nhưng sâu xa hơn chúng ta sẽ biết được rằng cái yếu tố nghệ thuật này nó mang tính gì ạ? Nó mang tính truyền thống nó mang tính gì ạ? Nó mang tính truyền thống này, rồi nó mang tính nhân văn này, nó mang tính ý nghĩa này. Đấy. Và cái chữ nghệ thuật đấy các cô thấy là trẻ nhận ra và ứng dụng nghệ thuật trong các cái hoạt động học và trong cuộc sống. Trẻ nhận ra tính nghệ thuật có trong tất cả các sản phẩm đồ dùng của con người. Ngoài ra nhá, ngoài những cái nội dung người ra nhá, cái yếu tố nghệ thuật nó còn thể hiện cái tôi cá nhân ấy. Cái cái truyền thống của dân tộc, cái tôi cá nhân luôn ấy của của từng dân tộc này rồi cái tôi cá nhân của từng con người cái truyền thống của dân tộc cái truyền thống của địa phương cái yếu tố văn hóa của địa phương vậy cái chữ nghệ thuật nó không chỉ gói gọn ở tạo hình và âm nhạc nó còn là văn hóa nó còn là truyền thống đúng không ạ nó còn là bản sắc của dân tộc đấy thì cái chữ nghệ thuật này nó sâu xa là như vậy vậy thì khi mà chúng ta dạy cho trẻ về những cái đơn giản thôi ví dụ như là uh, làm cái uh, chuông gió chẳng hạn thì chúng ta chỉ cần nói đến đẹp thôi. Đúng không ạ? Ví dụ uh, cho trẻ vẽ ra sơ đồ câu chuyện thì chúng ta chỉ nói đến là ý nghĩa của câu chuyện là rồi cái hình ảnh nó phải đẹp bắt mắt này. Rồi tạo ra được nhạc cụ thì chúng ta chỉ nói đến là cái nhạc cụ đó nó kêu phát ra âm thanh nghe cảm thấy uh, cho mọi người cảm thấy thư thái dễ chịu này mọi người cảm thấy cái âm thanh đó nó hay như này chẳng hạn như vậy rèn cái tai nghe thính giác của của đứa trẻ nhưng nếu chúng ta dạy trẻ về bánh trưng và bánh dày thì ở đây nó là gì ạ? Cái yếu tố nghệ thuật này nó sẽ là gì các cô? Rồi chúng ta dạy trẻ về bánh trôi, bánh chay thì cái yếu tố nghệ thuật ở đây nó sẽ là gì? Các cô sẽ dạy gì ạ? Nếu như chúng ta dạy trẻ về về làm thiệp tặng mẹ thì cái yếu tố nghệ thuật ở đây chúng ta sẽ dạy cho trẻ về cái gì ạ? Đúng rồi, chúng ta sẽ dạy về truyền thống, về văn hóa hoặc là ví dụ như chúng ta, chúng ta cho trẻ khám phá về câu chuyện sơn tinh thủy tinh thì chúng ta sẽ dạy trẻ về gì ạ? À? Dạy trẻ về truyền thống gì ạ? À? Phòng chống lũ lụt của nhân dân Việt Nam đúng không ạ? Ví dụ như là chúng ta dạy trẻ về sự tích bánh trưng bánh bánh dày thì chúng ta nói về truyền thống của người Việt Nam đúng không ạ? Nó là truyền thống, nó là niềm tự hào của dân tộc. Chẳng hạn như thế thì đấy là một trong những cái nội dung liên quan đến yếu tố nghệ thuật đúng rồi ạ và thông thường ấy thì nghệ thuật nó không chỉ nằm ở gì ạ nó không chỉ nằm ở đẹp hay xấu nó không chỉ nằm ở những cái nội dung liên quan đến âm nhạc hay tạo hình nó là văn hóa nó là truyền thống nó là nguồn gốc đúng rồi ạ nó là sự tự hào dân tộc đúng không ạ nó là sự tự hào dân tộc ví dụ khi các cô cho, cho trẻ cho trẻ khám phá uh, bài chú bộ đội hành quân trong mưa thì cái hình ảnh ngôi sao màu đỏ trên mũ và các chú hành quân trong đêm mưa ấy, nó nói đến cái niềm tự hào vô cùng. Và nếu như mà các cô ấy, ở cái phần áp dụng ấy, các cô cho các con đứng dậy, vừa đọc thơ và vừa vừa tập duyệt binh, chúng ta sẽ đóng giả các chú bộ đội để chúng ta hành quân trong mưa, đúng không ạ? Bây giờ cô sẽ mở cái tiếng âm thanh mưa để các con có thể thấy được cái tiếng mưa to như thế nào và các con sẽ cùng đóng giả chú bộ đội chúng ta sẽ khoác ba lô lên vai chúng ta sẽ cầm cầm gì ạ cầm những chiếc gậy và vừa đi chúng ta vừa đọc bài thơ này với một khí thế thật sự là hào hùng như các chú bộ đội đang hành quân thì cái niềm tự hào dân tộc nó sẽ nó sẽ lớn vô cùng chẳng hạn như vậy thì cái yếu tố nghệ thuật ở đây chính là cái sự tự hào về bộ đội cụ hồ đúng không ạ về cái tinh thần yêu nước thì uh, đây là một trong những cái nội dung về kiến thức mà chúng ta cần phải phải thấy được rằng là khi cung cấp chúng ta cũng phải đề ra một cách rất rõ, rõ ràng đấy là yếu tố nhân văn đúng không ạ? Và thông thường ấy thì cái phần nghệ thuật này này mà chúng ta đề ra á, là chúng ta cũng có thể lồng ghép vào cái phần gì ạ? thái độ. Nhưng nếu như chúng ta bắt buộc phải đưa có có thể sẽ có một số các địa phương yêu cầu là gì ạ? kiến thức bao gồm đủ 5 tiền tố steam, kỹ năng bao gồm đủ 5 tiền tố steam, thái độ thì các cô có thể căn cứ vào các cái thái độ liên quan đến sự tích cực hào hứng của đứa trẻ. Đấy, thì các cô phải nắm chắc cái nội dung này để các cô xây dựng. Đấy còn nếu không ấy thì mình nói thật với các cô là các cô hoàn toàn có thể làm sao ạ. Nếu đã đề ra cái phần um, tiền tố sim ở phần kiến thức thì các cô hoàn toàn có thể ở phần kỹ năng các cô có thể tập trung vào các cái kỹ năng của thế kỷ 21 hoặc ví dụ như cái phần kỹ thuật các cô có thể đưa xuống kỹ năng chẳng hạn như vậy. Rồi phần nghệ thuật các cô có thể đưa xuống phần kỹ năng. Đấy thì thông thường thì mình sẽ luôn hướng dẫn các cô là đã đưa ra ở phần diện đã đưa ra ở phần kiến thức thì chúng ta sẽ không đưa ra ở phần kỹ năng nữa chúng ta sẽ đến với một nội dung tiếp theo mà các cô cũng rất là cần phải để tâm đó là phần kiến thức liên quan đến diện đến toán học đây ứng dụng các tiết, ừ, kiến thức toán vào trong tiết học này nhận ra toán trong tất cả các sản phẩm đồ dùng đấy thế thì các cô nhớ nhé. nó không phải là đếm đâu nó không phải là cân đo đong đếm đâu mà nó là ứng dụng các cái kiến thức đó nghĩa là trẻ sử dụng các kỹ năng đo trẻ sử dụng trẻ nhận ra các hình dạng và có thể ghép nối các hình dạng với nhau chẳng hạn như thế vậy thì cái phần kiến thức ở đây chính là gì ạ ứng dụng kiến thức toán nghĩa cái bây giờ là chúng ta ứng dụng chứ không phải chúng ta học về nó nữa nhé không phải là thông qua cái tiết học cái hoạt động steam này trẻ biết về hình vuông hình tròn hình tam giác hình chữ nhật đâu mà trẻ sẽ gì ạ thông qua cái kiến thức về nhận biết các hình dạng đó trẻ sẽ gì ạ trẻ sẽ xây dựng được ngôi nhà chẳng hạn thế trẻ sẽ làm được cái chung gió này, rồi trẻ có biết đếm này rồi đo này, độ dài này, làm thế nào để có thể kích thước phù hợp để làm ra ngôi nhà, đấy thì đấy là cái nội dung mà chúng ta cần phải lưu tâm được chưa ạ? À, tiếp theo đến phần à, kỹ năng, đấy chúng ta sẽ đến với kỹ năng về khoa học. Lúc nãy mình nói rồi, đó nghĩa là cái khả năng tìm tòi khám phá, khả năng hứng thú, khả năng kiên nhẫn. Uh, biết chấp nhận thất bại nghĩa là gì ạ trẻ làm xong mà trẻ thấy biết tối ưu trẻ nhìn nhận được cái vấn đề là trẻ làm cái điều đó chưa tốt và trẻ sẽ đề xuất được những cái phương án mới thì đấy là cái các cái kỹ năng của nhà khoa học đấy, tìm tòi khám phá đặt câu hỏi thu thập thông tin thì cái kỹ năng này các cô hoàn toàn có thể để chữ khoa học vào cuối ví dụ như là trẻ làm sao ạ trẻ có khả năng làm việc nhóm đúng không ạ trẻ có khả năng làm việc nhóm này và trao đổi thu thập thông tin mở hoặc khoa học đấy chính là vừa là kỹ năng thế kỷ 21, vừa là kỹ năng khoa học, được chưa ạ? Tiếp theo thì đối với kỹ năng công nghệ, đây, sử dụng các công cụ. Đấy, thực hành các kỹ năng công nghệ, ví dụ như là vào máy tính này, rồi quét mã QR này chẳng hạn như vậy, đó là kỹ năng công nghệ. Đấy. Thì cái phần này các cô cũng có thể đặt ra, trẻ có kỹ năng gì ạ? À? Kỹ năng quét mã để tìm kiếm các cái nguồn thông tin liên quan đến sản phẩm chẳng hạn như vậy. Kỹ thuật, đương nhiên trẻ có tư duy phân tích tổng hợp này kết hợp để chế tạo sản phẩm theo một quy trình đơn giản. Đây là cái nội dung mà các cô rất hay đưa vào. Trẻ có khả năng quan sát, ghi nhớ có chủ định là cái câu mà chúng ta hay hay đưa đề ra thì đây chúng ta cũng có thể tìm ra một cái từ nó rất là kỹ thuật ở đây là phân tích tổng hợp kết hợp để chế tạo sản phẩm theo một cái quy trình nhất định. Vậy thì các cô hoàn toàn có thể lấy cái phần kỹ năng ở trên phần kiến thức này kết hợp với phần kỹ năng ở phần kỹ thuật ở à, phần kỹ thuật ở kỹ thuật ở kiến thức và kỹ thuật ở kỹ năng này tạo ra một cái mục tiêu ở phần kỹ năng thôi chúng ta không cần phải đưa ở cả hai nếu như mà không bị bắt buộc đúng không ạ nhưng có một số địa phương ấy thì nó có cái form mẫu này, bắt buộc các cô phải theo rồi tiếp theo đó là phần nghệ thuật đấy ứng dụng kỹ năng tạo hình này rồi tư duy thẩm mỹ đấy và chúng ta sẽ đến với toán là gì ứng dụng các kỹ năng vào đo này quan sát đo đạc tổng hợp các cô thấy hai cái phần này nó có giống nhau ạ à? tương đối là giống nhau đúng không ạ vậy thì các cô hoàn toàn có thể lựa chọn là đưa vào phần kiến thức hoặc đưa vào phần kỹ năng cũng được đấy thế thì dừng lại một chút cái chỗ này nhé xem các cô có hỏi gì không để sẽ sang đến cái phần thái độ dừng lại khoảng một phút các cô có hỏi gì không ạ nếu ok rồi thì chúng ta lại phím một ạ à. vâng ạ 21 giờ15 rồi chúng ta còn hẳn 16 phút nữa có thể sẽ có một phần để cho các cô tự đọc tài liệu cái phần này cũng sẽ kèm theo cái file này Ok cảm ơn các cô đấy phần thái độ nhé Các cô nhớ giúp mình này một trong những cái 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 um, quan trọng nhất của một hoạt động steam đó là đứa trẻ của chúng ta phải tích cực nghĩa là đứa trẻ của chúng ta phải tích cực chủ động và hứng thú với hoạt động lý do vì sao phải tích cực chủ động và hứng thú với hoạt động bởi vì à, đối với giáo dục STEAM thì nó phải lấy gì ạ lấy trẻ làm trung tâm đấy và chỉ khi lấy trẻ làm trung tâm thì hoạt động đó mới được coi là một hoạt động à, có nghĩa là hoạt động đó mới là một hoạt động giáo dục STEAM một cách hoàn toàn nghĩa là mình hay có một cái câu nói với các cô là gì ạ Giáo dục STEAM thì chắc chắn phải lấy trẻ làm trung tâm Tuy nhiên thì lấy trẻ làm trung tâm chưa chắc đã là giáo dục STEAM Nhưng một cái quy trình các cô áp dụng mà trẻ của chúng ta vẫn bị ép phải làm Thì nó không phải là giáo dục STEAM Vì nó có được trải nghiệm đâu, nó có phải nó có được chủ động đâu, nó có được hứng thú đâu, nó có được tích cực đâu Đấy, thì cái thái độ này rất mong các cô lưu tâm đến các cái thái độ liên quan đến cái lấy trẻ làm trung tâm Đấy, trẻ phải hứng thú tích cực chủ động, trẻ phải làm diện à, biết đề xuất hỗ trợ của người lớn chẳng hạn như vậy, rồi trẻ có thể hoạt uh, uh, tích cực tham gia làm được nhóm, trao đổi thông tin với bạn bè chẳng hạn như thế, thì đấy là một trong những cái nội dung mà chúng ta cần lưu tâm. thì uh, là phần thái độ. À. Chúng ta sẽ đến với tiếp theo. Chúng ta sẽ đến với đặc điểm của giáo dục STEAM và khi mà chúng ta biết được các cái đặc điểm này thì chúng ta sẽ biết là cái hoạt động nào nó có thể đảm bảo đó là một hoạt động STEAM. Thế thì đối với đặc điểm giáo dục STEAM ý, thì đầu tiên ý, ít nhất nhá đối với một hoạt động STEAM thì nó phải đảm bảo được ba yếu tố đó là chữ S, chữ T và chữ E. Khi nó đảm bảo ba yếu tố của ba cái tiền tố là S, T, E thì đương nhiên nó sẽ đảm bảo tiếp hai cái chữ còn lại đó là chữ A và chữ M thậm chí có thêm cả chữ R nữa là chữ read và chữ đọc. Đấy. Nghĩa là gì ạ? một hoạt động STEAM thì nó phải đảm bảo cái tính tích hợp giữa gì ạ? các cái nội dung liên quan đến đến gì ạ? khoa học, công nghệ và kỹ thuật ba cái yếu tố này cơ bản phải có thì nó mới là một hoạt động STEAM nó phải tích hợp được các cái vấn đề đó. Thứ hai là trong cái hoạt động STEAM đó trẻ phải được trải nghiệm nghĩa là gì ạ? trẻ được tìm tòi khám phá chứ không phải là chỉ được cô cung cấp qua lời của cô giáo đâu nhé. Không phải là cô chỉ nói cho trẻ nghe là trải nghiệm đâu mà trẻ phải được trực tiếp gì ạ? cầm sờ nắm ngửi tự tìm ra cách giải quyết và trẻ tự rút ra bài học thì đó mới là gì ạ? Đó mới là đúng rồi ạ, nó phải được thực hành cô Minh ạ. Thì đó mới là giáo dục tim. Nghĩa là gì ạ? Trẻ phải được trực tiếp làm cái mọi thứ đó. Ví dụ, hôm nay các cô chỉ làm một hoạt động đơn giản nên đừng chọn những cái phức tạp quá, ví dụ như các cô hay chọn những cái rất phức tạp, ví dụ như là uh, làm bình chữa cháy mini chẳng hạn, nó rất là khó, nó nhiều công đoạn lắm rồi các cô sẽ hay chọn những cái bài nó khó như làm làm nhà nổi này làm bè những cái cái hoạt động đó hoàn toàn cái lớp mẫu giáo lớn giai đoạn cuối nó làm thì nó sẽ thuận tiện vì kỹ năng nó đã đủ nhiều nhưng các cô cũng chẳng cần phải chọn những cái quá cầu kỳ ví dụ hôm nay các cô chỉ cần cho các con gặp máy bay bằng nhiều các cái loại nguyên vật liệu khác nhau thôi đấy chẳng hạn như vậy nhưng trẻ sẽ phải là người tìm ra cách để gặp được cái chiếc máy bay đó đấy thế thì làm thế nào để trẻ có thể gặp được chiếc máy bay đó thì cứ giao nhiệm vụ là ngày mai chúng ta sẽ có một cái tiết học uh, ngày mai cô và các con sẽ cùng nhau thiết kế chiếc máy bay hôm nay các con về nhà hãy hỏi anh này hỏi bố mẹ này xem là làm thế nào để gặp được máy bay cho các con về nhà các con sẽ bắt đầu tìm hiểu tìm kiếm tự tìm kiếm nguồn thông tin đấy và nếu như mà bạn nào mà sau đó thì cô nhắn một cái tin vào trong nhóm lớp của của bố mẹ ấy, là hôm nay thì uh, em có giao nhiệm vụ cho các con là về nhà tìm hiểu cách gặp máy bay nếu như bố mẹ nào mà ở nhà mà con biết gặp rồi thì có thể quay video gửi vào nhóm để cho cô được biết thế là chúng ta sẽ có cái video các con trải nghiệm về gặp máy bay ở nhà thế là ngày hôm sau thì trẻ đã trải nghiệm rồi trẻ sẽ nêu là để gặp máy bay thì con phải sử dụng cái nguyên vật liệu này rồi con sẽ gặp từng bước từng bước như thế nào gặp xong thì con sẽ phải thử nghiệm ra làm sao để mà máy bay bay được thì sẽ cần phải như thế nào thế là là trẻ đã đủ trải nghiệm và trẻ đã có thể ứng dụng rồi đấy và thiết kế ra sản phẩm rồi ứng dụng rồi trẻ được điều tra Điều tra nghĩa là trẻ phải tìm kiếm các cái nguồn thông tin, tài liệu. Trẻ sẽ phải tự giải quyết vấn đề. Đối với quy trình 5E thì nó làm sao ạ? Thì nó là khám phá một đối tượng. Nhưng đối với quy trình EDP, rất khoát nó sẽ phải có một tình huống có vấn đề xảy ra thì chúng ta mới hình thành được một quy trình EDP. Lý do vì sao lại phải có gì ạ? Phải có một tình huống có vấn đề thì chúng ta mới có thể mới mới thiết kế được một quy trình EDP. Vì sao ạ? Vì cái sản phẩm của quy trình EDP là nó nhằm giải quyết một vấn đề được phát sinh trong cuộc sống của trẻ. Và sau đó thì sau khi trẻ tìm ra được cái sản phẩm đó, trẻ sẽ giải quyết cái vấn đề của trẻ. Ví dụ, hôm nay trẻ đến trường bị 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 ướt chân. Thế thì cái tình huống có vấn đề ở đây xảy ra là gì? Bị ướt chân khi trời mưa. Và bài toán ở đây là các con làm như thế nào để đi mưa mà không bị ướt chân bắt đầu các con phải tìm cách và cái vấn đề là giải quyết đúng cái vấn đề mà trẻ đã bị gặp phải là gì ạ là đi mưa bị ướt chân thì phải có một cái tình huống phát sinh chẳng hạn đấy việc thứ nhất việc thứ hai bây giờ covid đang hoành hành đúng không ạ tình huống có vấn đề xảy ra là nếu như mà mà chúng ta không có khẩu trang thì thì chúng ta sẽ bị làm sao ạ bị nhiễm covid từ người khác Tình huống có vấn đề ở đây xảy ra là gì ạ? Khẩu trang bây giờ đang cháy hàng, không thể mua được. Chúng ta sẽ làm cách nào để có thể thiết kế được những chiếc chiếc khẩu trang để để che cái khuôn mặt của chúng ta lại để không bị lây nhiễm covid. Tình huống có vấn đề đúng không ạ? Sẽ sẽ đi tìm cách làm những chiếc khẩu trang bằng cách gì ạ? Bằng cách trải nghiệm, bằng cách ứng dụng, bằng cách điều tra để giải quyết cái vấn đề này. Tiếp theo trẻ sẽ phải đặt được những câu hỏi cho cô giáo đó là tư duy phản biện tại sao cô ơi tại sao đúng không ạ ơi tại sao cái này nó lại như này tại sao cái này nó lại như kia tất nhiên đối với độ, độ tuổi nhà trẻ và độ độ tuổi mẫu giáo bé thì việc đặt câu hỏi của các con vô cùng là xa xỉ nhưng không phải các con không đặt được các con sẽ đặt được nếu như các cô dành nhiều thời gian cho các con đủ kiên nhẫn để cho các con đặt được nhưng thông thường chúng ta bị áp lực rất nhiều bởi gì ạ bởi thời gian cho nên là nếu mà chúng ta ngồi để kiên nhẫn nghe từng con từng con một đặt câu hỏi thì các cô sợ cháy thời gian cho nên các cô thường sẽ gợi mở. Nhưng thực chất nếu cái đứa trẻ nó đã được giao cái nhiệm vụ ở nhà rồi thì khi mà gợi mở cái thậm chí các cô không cần hỏi các con đã rất mong muốn được kể rồi. Vì các con thích mà các con được trải nghiệm thì các con sẽ tự kể những cái câu chuyện các con ở nhà. Mình có một cái một cái bạn nhỏ con của em chú mình năm nay bé À, bây giờ là bác vừa tròn 3 tuổi bắt đầu sang bước sang từ thứ tư. Và nó chậm nói vô cùng, mới biết nói cách đây khoảng 6 tháng các cô ạ. Vì là gì ạ? Bố mẹ mình cứ động viên là cho con đi học sớm đi để có có thêm cái giao tiếp xã hội nhưng mà bố mẹ bảo thôi từ từ đã vì nó nó bé, nó rất là yếu. Thế là mình cho đi học. Đến bây giờ nó đã biết đặt, đặt câu những cái câu hỏi. Bác ơi sao núi cao thế? Bảo thế núi cao có lên được không? Em không lên được đâu. Ví dụ nó hỏi những cái câu như thế Nó nghe nó rất là ngây ngô mặc dù là Đang ở độ tuổi nhà trẻ Đấy chẳng hạn như thế Thì à, 2 tuổi, tròn 2 tuổi bước sang tuổi thứ ba các cô ạ Chứ không phải là 3 tuổi bước sang tuổi thứ 4 đâu Đấy. Thì cái tư duy phản biện là Nó sẽ tự bật ra cái câu hỏi Khi nó đã quan sát đủ nhiều nó sẽ tự hỏi thì các cô sẽ 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 trong cái quá trình mà trẻ trải nghiệm trẻ sẽ tìm được ra vấn đề và đặc biệt là ở trong này phần này thì nó sẽ có cái sự là gì ạ sáng tạo này nó sẽ có sự không giống cô không giống bạn chẳng hạn như thế và nó sẽ có sự hợp tác, nghĩa là cô nó sẽ kết hợp với các bạn ở trong lớp để làm. Đấy, chẳng hạn như vậy. Thì đấy là các cái đặc điểm của giáo dục STEAM. Tiếp theo ạ. Đây. Chúng ta sẽ đến với uh, thuận lợi và khó khăn khi chúng ta ứng dụng giáo dục STEAM vào trong chương trình. Về thuận lợi này thì môi trường học tập thuận lợi để có thể áp dụng này chúng ta sẽ có rất là nhiều cộng đồng và khó khăn thì các cô chưa được đào tạo chương trình học thì chưa được chưa có một cái chương trình nào cho mầm non cả sĩ số lớp thì đông điều kiện cơ sở vật chất thì thiếu vậy thì những cái thuận lợi và những cái khó khăn này nó đã đặt ra rất là nhiều và chúng ta sẽ diện chúng ta sẽ cần phải nâng cái thuận lợi này lên và chúng ta sẽ giảm bớt cái khó khăn này đi thế thì chúng ta chưa được đào tạo thì chúng ta sẽ cùng nhau cùng nhau đi tìm hiểu các cộng đồng đúng không ạ? Chúng ta sẽ cùng nhau tự đi học. Rồi chúng ta sẽ tự tìm ra những cái nguồn tài liệu chính thống để nó thể có thể áp dụng vào chương trình học. Rồi cái sĩ số lớp thì bắt buộc các cô phải làm gì ạ? À? Các cô phải chia nhỏ lớp ra. Ở lớp thì gì chỉ có hai cô, 40 cháu thì chia ra làm bốn nhóm. Mỗi nhóm bao nhiêu cháu ạ? À? Mỗi nhóm 10 cháu. Và phân cho mỗi nhóm đó có một cái bạn bạn nhóm trưởng để các bạn ấy quản sau đó thì cô một cô quản hai nhóm chúng ta bắt buộc phải làm như vậy thôi thì chúng ta sẽ giảm thiểu được cái khó khăn về mặt sĩ số lớp và điều kiện cơ sở vật chất đấy à, điều kiện cơ sở vật chất thì cái này thì dễ dễ rồi giáo dục STEAM nó là một cái gì đó mà có thể giải quyết các cái bài toán về cơ sở vật chất rất là dễ lý do vì sao ạ toàn bộ những cái nguyên vật liệu mà chúng ta làm ấy, đều là do sự ủng hộ của phụ huynh hết thậm chí là giao nhiệm vụ về các con sẽ tự tìm kiếm và các cô sẽ bắt buộc phải làm tốt cái bài toán gì ạ? Bài toán truyền thông. Nghĩa là chúng ta làm gì? Chúng ta phải tuyên truyền cho phụ huynh thấy là chúng ta cho trẻ làm cái gì. Thì khi dần 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 mỗi một ngày chúng ta tuyên truyền một chút thì trẻ phụ huynh của trẻ sẽ nắm được là các con ở trường sẽ được hoạt động rất là nhiều và phụ huynh bắt đầu vào cuộc. Thì khi đó chúng ta sẽ giải quyết được vấn đề về điều kiện cơ sở vật chất. Được chưa ạ? Thì đấy là các cái nội dung mà khi mà chúng ta áp dụng giáo dục steam Bây giờ chúng ta sẽ đến những cái con số cần ghi nhớ. Trước khi chúng ta đến với phần con số cần ghi nhớ thì mình lại dừng lại một chút xem các cô có hỏi gì không. Không có bon bon là mình sẽ đi vèo một và phát là hết nội dung chương trình bây giờ ạ. À. Các cô có vấn đề gì thắc mắc không ạ? Ok, cảm ơn các cô cơ bản là chúng ta đều thấy nó nó rất là dễ đúng không ạ thế thì đây là những cái con số cần ghi nhớ và rất mong rằng là những cái con số này sẽ là những cái con số mà các cô nhớ nhớ mãi nhớ mãi đấy, nhớ mãi nhớ mãi càng nhớ lâu càng tốt đấy thứ nhất là con số gì ạ ba hình thức tổ chức thứ hai là con số năm bước của một quy trình và thứ ba là năm bước của một quy trình xây dựng chương trình steam vậy thì chúng ta sẽ có có ba con số là ba hình thức tổ chức năm bước của một quy trình xây dựng giáo án quy trình edp và năm e đấy và năm bước xây dựng chương trình giáo dục steam đấy thế thì chúng ta sẽ đến với con số đầu tiên đó là con số 3. đây ba hình thức tổ chức chúng ta sẽ thấy là đối với chương trình phổ thông 2018 hay là 3089 công văn 3089 của bộ thì chỉ ra rất rõ là chúng ta sẽ có ba hình thức tổ chức rất là rõ ràng Thứ nhất đó là chúng ta sẽ dạy các môn khoa học theo định hướng STEAM. Nghĩa là chúng ta sẽ dạy các môn trong nhà trường của chúng ta theo định hướng STEAM. Đấy là hình thức thứ nhất. Hình thức thứ hai đó là chúng ta sẽ tổ chức các ngày hội STEAM, các, các hoạt động trải nghiệm STEAM. Đấy. Và thứ ba là chúng ta sẽ bắt đầu cho trẻ tự nghiên cứu. Và cái hình thức này là tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học kỹ thuật nhưng chính là chúng ta cho trẻ tự trải nghiệm ở nhà. Thì đấy là ba hình thức. Và ba hình thức này nó sẽ liên đới với nhau rất là rõ. Thứ nhất là dạy tích hợp nghĩa là chúng ta sẽ đưa vào gì ạ? À? đưa vào các cái môn học trong nhà trường hoặc là chúng ta sẽ có một cái hoạt động mà đưa có nghĩa là từng phần từng phần một đưa vào trong các cái hoạt động của 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 nhà trường chẳng hạn như của trong cái lớp học của các cô trong một tuần đó rồi chúng ta sẽ tổ chức các hoạt động trải nghiệm theo định hướng STEAM như thế nào đấy là nào là câu lạc bộ rồi ngày hội này rồi kết hợp những cơ sở đào tạo chẳng hạn như vậy rồi chúng ta sẽ sẽ tụ giúp cho những đứa trẻ của chúng ta có những cái trải nghiệm STEAM. và đối với cái tổ chức các hoạt động trải nghiệm theo định hướng STEAM này thì mình thấy là cái hoạt động mà ngày hội STEAM ấy hoặc là các hoạt động ngoại khóa là những hoạt động mà chúng ta thấy là hiệu quả nhất đấy và tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học thì cái này là cái phần mà chúng ta gì ạ kết hợp với gia đình đấy đấy là con số thứ nhất con số thứ hai ạ đó là năm bước của một quy trình đấy thế thì như các cô đã được biết như các cô đã biết thì có rất là nhiều các quy trình để ứng dụng trong giáo dục tin nào là quy trình 5E nào là quy trình EDP nào là quy trình design thinking thậm chí là 7E rồi 11E cũng có chẳng hạn như vậy nhưng mình khuyên tất cả các cô là khi chúng ta mới thực hiện giáo dục STEAM, chúng ta cứ chỉ cần bám chặt vào hai quy trình thôi. Đó là quy trình gì ạ? Quy trình 5E về khám phá khoa học, xã hội, đúng không ạ? Và quy trình EDP là thiết kế kỹ thuật. Chỉ cần hai quy trình này thôi. Và các cô như các cô đã biết là gì ạ? 5E thì nó rõ rồi, 5E là năm chữ E thì nó rõ rồi. Nhưng mà quy trình EDP ấy, thì các cô thấy là cũng có người thì đưa ra 11 bước cũng có người thì đưa ra 9 bước cũng có người thì đưa ra 7 bước cũng có người thì đưa ra 6 bước nhưng chúng ta cũng có thể đưa nó về 5 bước và năm cái bước này thì nó đều chung nó đều đều chung lại và nó sẽ nó sẽ gọi là gần như dạng là nó sẽ tích hợp những cái bước khác vào ấy, chẳng hạn như vậy thế thì chúng ta bắt đầu đến với bước đầu tiên nhé từ quy trình 5E trước, bây giờ mình hỏi một chút nào. Các cô muốn à, mình giới thiệu từng quy trình một hay chúng ta sẽ đồng thời hai quy trình sau đó chúng ta sẽ đi tiếp? Bởi vì hôm nay mới chỉ là cơ bản thôi nhé. Mai mới bắt đầu đi sâu vào quy trình này. Chúng ta sẽ từng quy trình một hay là hai quy trình nào? Chọn phương án một hay phương án hai này Cô dạy từng quy trình một ạ. Yeah, ok nhất trí nào chúng ta sẽ từng quy trình một nhá đối với quy trình 5 e như chúng ta đã biết là chúng ta sẽ có 5 chữ e đúng không ạ năm chữ e đúng không ạ đầu tiên là gắn kết đúng không ạ cái gắn kết này thì thông thường các cô cứ hiểu là tập trung trẻ lại và chúng ta sẽ cho trẻ làm một cái hoạt động nào đó để làm gì ạ để trẻ có thể gắn kết với cô nhưng cái gắn kết này là gì ạ Gắn kết để chúng ta có thể gắn kết những cái kiến thức cũ ở trong đầu trẻ có, nghĩa là cái kinh nghiệm của trẻ với cái bài học của ngày hôm nay. Đúng không ạ? Gắn kết những cái kiến thức mà trẻ đã có với cái bài học của ngày hôm nay. Vậy thì cái cách mà gắn kết rõ ràng nhất, cái cách mà gắn kết hiệu quả nhất đó là gắn kết một cách trực tiếp. Các cô không cần đi đâu xa, không cần bị trò chuyện nhiều. Nhiều cô cứ hiểu rằng cái phần gắn kết này chính là cái phần trò chuyện, nó cũng đúng là cái phần trò chuyện nhưng không phải là trò chuyện theo chủ đề mà nó là trò chuyện về đối tượng. Đấy, không phải trò chuyện theo chủ đề mà nó là trò chuyện về về đối tượng. Chứ về cái 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 nội dung mà hôm nay chúng ta khám phá, vì nó là quy trình khám phá thì chúng ta có thể khám phá về khoa học hay là khám phá về mặt xã hội. Thì cái đối tượng mà chúng ta khám phá là chúng ta gắn kết bằng cách là trò chuyện về gì ạ? Về cái đối tượng đó đấy chứ không phải là chúng ta lại trò chuyện về chủ đề đó ok vâng cô điệp lát nữa mình sẽ gửi video tiếp theo khi mà đã gắn kết rồi trẻ đã biết là à ngày hôm nay tôi làm gì rồi trẻ đã nói được là con đã tìm hiểu gì về nó rồi đấy thì chúng ta sẽ bắt đầu đến khám phá và khảo sát và cái phần này á cái phần khám phá khảo sát này này chúng ta phải làm gì ạ cái nhiệm vụ của chúng ta là phải tạo cho trẻ không gian để trải nghiệm hoạt động. Nghĩa là gì ạ? Trẻ phải có thời gian để học, trẻ phải có thời gian để tìm hiểu, trẻ phải có thời gian để khám phá chứ không phải là cô giới thiệu bài, sau đó là cô đọc một hai lần hoặc là cô mở tranh ra cho trẻ xem khoảng 1 2 phút là khám phá đâu ạ? Không ạ, không có cái khám phá nào như vậy cả. Đối với giáo dục STEM là khám phá nó phải có thời gian, khám phá nó phải được trải nghiệm, nó phải cầm nắm sờ đếm nó phải nó phải được trải nghiệm nó việc sử dụng đã. Thậm chí nó có thể phát được ra cả cái nội dung đó, nó sẽ như thế nào đã. Đấy, thì đó mới là khám phá và khảo sát. Rồi sau khi trẻ đã khám phá xong thì sẽ đến cái phần giải thích và chia sẻ. Và cái phần này chính là gì ạ? Là trẻ chia sẻ chứ không phải là cô chia sẻ. Trẻ giải thích chứ không phải là cô giải thích. Sau đó cô chỉ làm gì ạ? Giúp trẻ tổng hợp lại thôi ạ. Trẻ có thể giải thích bằng sơ đồ tư duy, trẻ có thể giải thích bằng hình ảnh, trẻ có thể giải thích bằng bằng lời nói bất cứ cái gì thậm chí là một đồ vật rồi những cái gì mà trẻ mang đến nhưng đấy là trẻ giải thích chứ không phải cô giải thích đấy và cái cái ngôn ngữ mà trẻ dùng ở đây là trẻ tự sử dụng ngôn ngữ của trẻ chứ không phải là cô giải thích cho trẻ là cái này nó như thế nào chúng ta không giảng giảng giáo dục ở đây đối với giáo dục sim là trẻ được tự giải thích sau đó cô chỉ gọi là giúp con là tổng hợp lại à hôm nay cô thấy nhóm một nói là um, về uh, câu chuyện ba chú lợn nhỏ này chú lợn uh, hồng này chú lợn trắng này chú lợn đen ba chú đều rất là giỏi làm được những ngôi nhà cô chỉ tóm gọn lại như vậy thôi và kể cả quan điểm của trẻ như nào cô cũng giữ nguyên như thế sau đó thì thì cho trẻ áp dụng và áp dụng là gì ạ là trẻ sẽ áp dụng cái kiến thức mà trẻ vừa học và trong thực tế ví dụ thông thường thì đối với các cái quy trình năm e thì nó sẽ có hai cách để để áp dụng thứ nhất là áp dụng để xây dựng lại cái sơ đồ tư duy hay là chốt lại cái quy trình hoặc chốt lại cái nội dung kiến thức đó bằng cách là xây dựng bằng bằng mét ấy, bằng sơ đồ tư duy hoặc là trẻ có thể áp dụng để làm ra một cái sản phẩm nào đó thì khi mà chúng ta học khám phá về cái gì đó ví dụ khám phá về các loại rau chẳng hạn, đến phần áp dụng trẻ cô cho trẻ làm salad trộn chẳng hạn. Thì đây gọi là EDP trong 5E, nghĩa là gì ạ? Thiết kế một cái gì đó trong một quy trình khám phá. Thì cái nội dung này thì đến cái phần mà quy trình năm e thì mình sẽ nói rõ cho các cô. À, và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ không nói quá kỹ đâu, mình chỉ nói qua các cái nội dung này để các cô nắm được thôi ạ. Đấy. Thế thì đến phần áp dụng này là trẻ sẽ phải áp dụng những cái gì trẻ học. Nghĩa là gì ạ? Nếu như là chúng ta muốn yêu cầu trẻ nêu lại những cái gì trẻ vừa khám phá thì chúng ta sẽ phải cho trẻ một là vẽ lại, viết lại rồi dùng phiếu bài tập hoặc làm sơ đồ tư duy. Chẳng hạn như thế thì đấy mới là áp dụng. Và hoặc là nếu không thì trẻ có thể sử dụng luôn các cái kiến thức đó để tạo ra một cái sản phẩm nào đó thì đó là EEP trong năm em. Được chưa ạ? Và cuối cùng đánh giá. Thì cái phần đánh giá này thông thường các cô sẽ gì ạ? hay đánh giá là gì ạ? cô đánh giá trẻ con đã hoạt đợi, con đã học rất là giỏi này con đã rất là ngoan này con đã con uh, chia sẻ rất là hay này con đã làm rất là đẹp này chẳng hạn như vậy không cái đánh giá này là đánh giá gì ạ đánh giá này chính là đánh giá đánh giá của trẻ với cái quá trình trẻ làm đánh giá trẻ với cái 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 sản phẩm trẻ làm đánh giá trẻ với với cái, cái cái kiến thức mà trẻ vừa được học cảm xúc của trẻ khi tham gia vào hoạt động sau đó thì cô chỉ khen ngợi trẻ thôi động viên trẻ thôi. Ví dụ trẻ nào mà con cảm thấy rất là buồn hôm nay con chưa làm được cái A, cái B, cái C thì cô chỉ việc động viên là à, con đã rất là cố gắng rồi và còn nhiều thời gian nữa thì có thể là tí nữa ra chơi con lại tiếp tục làm. Chẳng hạn như vậy, đấy mới là đánh giá chứ không phải là cô đánh giá là con ngoan hay không ngoan đâu. Đấy, thì đấy là đối với quy trình đam mê. À, ngắn gọn vậy thôi các cô nhé để buổi sau chúng ta sẽ có thời gian tìm hiểu kỹ hơn. Thế còn đối với quy trình EDP các cô nhìn thấy này mình có mình để nó rất là ngắn gọn cái phần hỏi này chính là tương đương với phần gì ạ đặt vấn đề xác định các vấn đề giải pháp kinh nghiệm của trẻ có nghĩa là chúng ta sẽ gì ạ nêu ra gì ạ tình huống có vấn đề đấy cái phần hỏi này này nêu ra tình huống có vấn đề đấy thì cái phần nêu ra tình huống có vấn đề này các cô hoàn toàn có thể sử dụng các cái tình huống thật bằng các cái tình huống giả định rồi đóng kịch rồi dối dẹt rồi các cái tình huống có trong thực tế một cái câu chuyện thời sự nào đó thì cái phần hỏi vâng Và... Đấy, hôm nay hơi hơi bị quá giờ rồi. 36 giờ. Mình cũng cũng lường trước là đến khoảng à, 20 giờ 21 giờ 30 là các cô sẽ cần phải cho con nghỉ. Rồi, mình sẽ khoảng thêm khoảng 10 phút nữa thôi là mình sẽ kết thúc cái buổi này. Các cô cứ nghỉ đi ạ. Thì cái phần hỏi này chúng ta sẽ gì ạ? Chúng ta sẽ xác định đặt cái vấn đề, đề ra cái tình huống có vấn đề để chúng ta có thể hiểu được rằng cái kinh nghiệm cái cái cái, 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 cái kinh nghiệm của trẻ, cái hiểu biết của trẻ về nội dung đó như thế nào sau đó đến cái phần thứ hai đó là phần tưởng tượng hoặc là cái phần gì ạ? phần này cũng có thể coi đó là gì ạ? phần khảo sát đấy, đấy, phần khảo sát đấy, khảo sát tưởng tượng, trẻ đi tìm cách giải quyết cái vấn đề đó, đấy. và đến phần lập kế hoạch này hay là phần lập kế hoạch hay là thiết kế một cái sơ đồ đấy, thiết kế bản bản vẽ thiết kế ấy, là trẻ sẽ xác định là cái nguyên vật liệu đó như thế nào sẽ làm cái, cái 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 nội dung đó, cái sản phẩm đó như thế nào thì nó sẽ ở cái phần này. tiếp theo là phần sáng tạo chính là cái phần mà trẻ sẽ thực hiện nó đấy, thực hiện nó và đo lường nó cải tiến là gì ạ trẻ sẽ nêu là trẻ đã làm như thế nào và trẻ sẽ muốn tối ưu cái điều gì trẻ cảm thấy hài lòng hay không hài lòng thì đấy là cái phần bước năm tạo cải tiến đánh giá mở rộng áp dụng tất cả đều ở cái bước này thì mình để năm cái bước ngắn gọn như này để cho các cô hình dung là gì ạ hai quy trình đều chỉ gồm có năm bước thôi đọc kiểu kiểu như vậy và cái nội dung này thì nó sẽ có ở dưới like thì mình sẽ gửi cho các cô để các cô có thể nắm được Tiếp theo chúng ta sẽ đến với Đây. giáo án 5E thì chúng ta sẽ học vào buổi sau nha. Đây. Giáo án EDP Đây. Cải tiến chia sẻ. Mình để cho một cái bước 6. Đây. Quy trình xây dựng thì cái này nó cũng giống với cái phần trên kia rồi. Đây. Mình uh, chia sẻ với các cô một trong những cái tip nhỏ để các cô có thể gì ạ? Có thể uh, tổ chức một cái bài học Steam một cách hiệu quả. Đấy. Thế thì để tổ chức một cái bài học STEAM một cách hiệu quả thì các cô, các cô nhìn vào cái sơ đồ nhé, cái trục sơ đồ này. Đó. Ví dụ các cô nhìn thấy nhá Mình có có dạy toàn bộ các cái bước của một quy trình vào trong một hoạt động không ạ? Không hề đúng không ạ? Buổi 1 thì mình có thể xác định vấn đề hay có thể nói là hỏi đấy. Buổi 2, sau đó thì mình mình đưa cái hoạt động 2 về về nhà cho các con nghiên cứu kiến thức nền và đề xuất giải pháp. Sau đó đến buổi uh, tiếp theo hoạt động 3 lựa chọn giải pháp thì mình để ở một cái hoạt động khác và buổi hoạt động 4, hoạt động 5 thì mình có thể để ở một cái buổi 3 này đấy các cô thấy là gì có cả nội dung ở nhà đấy, đấy. buổi một xác định vấn đề xong cái buổi 2 mình cho về nhà luôn đấy thì sau đấy buổi 3 thì mình mới bắt đầu là lựa chọn tìm giải pháp sau đó mới chế tạo thử nghiệm thì đây là cái tip nhỏ để tổ chức một bài học tìm hiệu quả nghĩa là gì ạ thông điệp ở đây mình đang nêu cho các cô là gì ạ không nhét toàn bộ một quy trình 5E hay EDP vào trong một hoạt động học. Chúng ta hoàn toàn có thể tách nó ra. Nhưng có một cái vấn đề đặt ra là gì? Các cô sẽ làm như thế nào để cho những cái người dự các cái hoạt động của các cô lại biết được rằng là mình đã làm xác định vấn đề trước, mình đã nghiên cứu cái thức đề ở nhà. Thì chúng ta sẽ cần phải cho trẻ nêu lại những cái gì trẻ đã trải nghiệm lại. Thì đó chính là cái phần gắn kết của tiệt, của cái phần đầu tiên. Ấy. Đấy. Thì đấy là bí quyết để tổ chức bài học STEAM hiệu quả. Đây. Đánh giá này, kết quả hoạt động nhóm. Rồi, những cái nội dung này thì lát nữa thì mình sẽ gửi cho các cô. Đấy. Các cái khó khăn. Dưới đây là một vài các cái nội dung. À, buổi sau thì mình sẽ lướt lại cái phần này một chút nhé các cô nhé. Cô Tuyết là cô nào mà mình thấy cứ đi ra đi vào từ lấy đến giờ mấy lần thì các cô nhỉ? Cô Tuyết có ở trong live không ạ? Được chưa ạ? À, các cô giúp mình một cái bài tập đây ạ, à, bài tập nó sẽ có 3 bài tập. Mình giao bài tập sau đó buổi sau thì mình sẽ làm lại cái phần này. À, một đó là chúng ta sẽ thiết kế một giáo án 5E. Các cô không cần phải thiết kế đúng đâu ạ, à. các cô cứ cái giáo án nào các cô đang làm các cô gửi cho mình. Thứ hai là thiết kế một giáo án EDP Và thứ ba là đăng hai cái giáo án đó vào trong gì à? Đăng cái giáo án đó vào trong cái group ấy cộng đồng yêu steam ở trên facebook lát nữa mình sẽ gửi link vào cho các cô đấy thì đây là cái phần này mà uh, đang xem mình xem mình có thể đây cái bài tập này lát nữa mình sẽ chụp mình sẽ gửi vào cho các cô nhé đấy còn ở phía dưới này các cô sẽ thấy là có rất là nhiều các cái nội dung liên quan đến các cái dạy học tích cực rất mong là các cô sẽ dành thời gian để các cô có thể uh, đọc nó đọc cái tài liệu này đấy Buổi học ngày hôm nay thì xin phép được kết thúc tại đây vì thời gian nó cũng khá là muộn rồi. Và rất mong rằng là các cô sẽ làm bài tập đầy đủ và chúng ta sẽ có được những cái kiến thức một cách hiệu quả. Dừng lại tầm khoảng 5 phút xem các cô có đề đạt gì không để buổi sau mình có thể điều chỉnh cái hoạt động học cho nó phù hợp. Buổi sau thì 8 giờ chúng ta bắt đầu đi. 8 giờ để đúng 9 rưỡi chúng ta kết thúc nha các cô. Vâng ạ, một giáo án 5E, một giáo án EDP ạ. À, lý do vì sao mình yêu cầu các cô làm một giáo án 5E, một giáo án EDP để mình xem xem là các cô đang làm như thế nào. Đấy, để các cô đang làm như thế nào để khi mà mình mình hướng dẫn cho các cô về 5E và EDP, mình sẽ làm đúng hướng. Đấy. <laughs> cô Phượng còn đang trùm chăn. <laughs> Được chưa các cô? Vâng, cảm ơn các cô. Mình cũng rất mong rằng là sau đây thì các cô sẽ yêu steam, khi mà các cô yêu steam rồi thì sẽ đắm đuối với steam như là như là các cô ở K01 và K02 rất là nhiều thời gian. Vâng ạ. À, thế thì chúng ta cứ kết thúc ở đây nhé sau đó thì mình sẽ gửi file này, rồi mình sẽ gửi bài tập vào cho các cô và gửi email vào cho các cô để các cô gửi bài tập được chưa ạ? À, rất là mong là các cô sẽ nộp bài tập đúng giờ đúng thời hạn để buổi sau chúng ta có thể bắt đầu vâng chúc các cô ngủ ngon ạ à. cảm ơn các cô